kỷ niệm của 3 năm học với mấy trường mà anh Chi này á, nó cũng không có đâu xa đâu, chỉ mãi trong tim mình thôi. Cho dù sau này á, mấy bạn mà có đi đâu xa, thí dụ như là đi làm không gặp nhau, đi ra ngoài hải đảo như là bạn Tuấn nói, hay là như bạn Bảo đi du học, thì nhưng mà 12-1 của năm nay vẫn là năm nay thôi. Nếu như mà bây giờ mấy bạn á, có cái điều ước là ước gì hồi đó mình đã không có như vậy, hồi đó mình đã làm những cái gì đó. Nhưng mà nếu như mà cái gì đó hoàn hảo quá thì cũng không phải là cuộc sống đâu. Nếu mà nó không trọn vẹn thì nó mới giữ mãi trong tim mình được.